Hey yo, what's up? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Master GP. Yeah, những ngày hôm nay thì miền Bắc đang bắt đầu đón những đợt gió mùa đầu tiên và không khí đang bắt đầu trở lạnh. Đây là lý do vì sao từ video trước đến video này các bạn có thể thấy là mình đang mặc một cái áo ấm hơn rất là nhiều. Có thể là nhiều người sẽ cho là mình hơi quá, nhưng mà nói thật là mình cái khu mình sống ấy thì nó cũng khá là lạnh. Cái chỗ phòng của mình ấy nó khá là hút gió. Yeah, có thể nói là trên nhà mà chẳng khác gì ở ngoài đường ấy. Ok, và tất nhiên là lạnh đến đâu thì chắc là chúng ta vẫn sẽ được sưởi ấm bằng sức nóng của những chất bíp hay là sức nóng của những cái game show đang chiếu trên truyền hình. Hiện tại trong cái thời điểm mà mình quay video này thì Rap Việt đang chiếu bán kết, và vẫn chưa chiếu xong cái bán kết, cũng chả biết là giờ đã ghi hình chung kết chưa. Nhưng mà có vẻ năm nay Rap Việt hơi flop. Chắc đây cũng là cái năm đầu tiên mà đôi khi là cái dissing, cái beep nhau ấy có được quan tâm hơn cả Rap Việt luôn. Nhưng năm nay Rap Việt flop quá. Nói đi nói lại thì thực ra cũng Rap Việt năm nay thì cũng có thí sinh là đợt rồi cũng tham gia diss nhau ấy. Đăng to ấy. Không biết mình có sót ai không nhỉ? Như có mỗi Đăng thôi. Ok. Thì cái diss nhau này thì nó là văn hóa rồi. Và mình thì thực ra thì mình vẫn hay reaction những cái bài diss nhau này là một phần là do những cái bạn theo dõi kênh mình, các bạn comment bảo mình reaction thì mình cũng rất muốn phục vụ các bạn đấy. Và những cái bạn mà đã subscribe cho mình ấy, đối với mình là những cái người mà mình thật sự rất là trân trọng vì đã giúp mình có thể được như bây giờ. Đại khái là giúp mình có được sự quan tâm như bây giờ. Ok. Thế là chắc là hôm nay mình sẽ reaction liền 3 bài. Đây là những cái bài mà các bạn comment nhiều nhất. Thì mình quyết định chọn ra 3 bài này để cùng nghe và cảm nhận và đưa ra đánh giá từ góc nhìn cá nhân của mình. Ok. Không biết là cái văn hóa dissing này nó sẽ được đến khi nào. Vì là mình thấy kiểu cái văn hóa dissing ấy một phần nó đang bị mai một là do nhiều bạn ấy bắt đầu hướng đến việc làm nhạc kiếm tiền ấy. Mà cái con đường dễ nhất để cho các bạn ấy đi là tham gia Rap Việt. Mà tham gia Rap Việt thì lại phải ẩn những cái bài bậy đi vì nó sẽ gây ảnh hưởng trong quá trình đi thi. Thì chúng ta có thể thấy Đăng cũng ẩn hết mấy cái bài diss nhau rồi. Có thể nhiều người nghĩ là cái việc ẩn đấy nó hơi quá, nhưng mà thực ra mình nói thật là cái đấy là nó hơi bị quan trọng ấy. Mình nói thật cho cái này nhé, là mình đang suy nghĩ thôi. Là mình nghĩ là mọi người ấy, nếu mà đã xác định cái diss nhau ấy thì không nên nghĩ đến cái chuyện thành công nhờ âm nhạc, bởi vì những cái này ấy, nó hoàn toàn có thể bị đào lại ấy. Có thể khi mình nói câu này thì nhiều người sẽ bảo là người này người kia diss nhau có sao đâu, lên TV ấy, nhưng mà đấy là thời gian trước, thời gian này chúng ta không thể biết được đâu. Mình nói thật, đôi khi có một rapper nào đấy đang khá được quan tâm ở một cái game show, nhưng mà đôi khi bị đào lại cái chuyện gì đấy và sẽ bị cắt sóng. Cái đấy hoàn toàn có thể luôn nhé. Chúng ta thấy điều đấy ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai C2 rồi. Là có những người bị bôi mờ mặt hoặc là bị hạn chế sóng rồi. Đấy nên là rapper không tránh khỏi đâu. Vậy nên là những cái bạn nào tham gia diss show ấy mà có xem video này của mình ấy, thì mình chỉ muốn gửi lời là các bạn hãy cứ làm theo những gì mà các bạn muốn. Nhưng mà cũng nên nghĩ đến cái về sau. Nếu mà thật sự nghiêm túc với con đường này. Ok. Và để ủng hộ mình, các bạn hãy bấm nút subscribe đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình trong tương lai. Nếu thật sự yêu quý mình, muốn mình có động lực để phát triển kênh hơn, đưa ra thêm nhiều video chất lượng hơn, nữa cải thiện chất lượng hình ảnh, chất lượng thu âm, thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng việc mời mình cốc cà phê trên những phần mô tả bình luận phía dưới. Ui, nói câu này bon mồm quá, bây giờ thành fast flow luôn. Ok, ôi bây giờ nghe nhạc. Đầu tiên là bài Sắc Chỉ của G. Hôm nay có tang 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 tang. Mở đầu với thằng Giang tại mày nghi mấy thằng kia đúng như
như cầu còn giải cái màn màn mày về tin là mang hoại. Ra bài đầu thì tự vã, bài sau như thuyết trình cam và nếu cần mày phải tham gia cái thằng đầu đất còn ăn vạ. Sao mày ngu nhỉ? Tự hào 15 cân một mì sau cu không cần ngu mồ. Mà cái thằng như mày phải bái tao sư lên trên Google. Sao tên Nguyễn Minh Duy người ta còn biết à, vẫn là Google. GVA tập đoàn công nghiệp cao su. Mày là một giống loài gì đó mà suốt đời mày sẽ phải cầm tao. Như mày đích thị là chó phần kia cùng chó mà ở trong bao. Một phần ba hoa đều có một phần tư cách. Không được một phần chín chắn trên độ mày 1% tao. Tới giờ điều chế Red Fan nó hỏi tao rằng anh cho cái gì mà Kêu anh phải cùng chút bên dài. Cái đoạn vừa rồi ấy, các bạn nghe beat có tiếng như kiểu nước chảy xuống không nha, giống kiểu pha hỗn hợp điều chế các thứ. Wow, đến cả cái beat luôn, cái beat nó cũng match với cả lyric luôn. Ok, tốt tiệp. Uống một phát là hãy nhận ra thái hợp cha. Lộn xộn lộn nhộn, tao cho mày về lại đúng chỗ. Bậm trợn ngậm mồm, tao cho mày nghe tiếng súng nổ. Wow. Hay sự thật là cái năm đó tụi mày bị B-Ray nó bỏ. Đúng không nè, phải hải quân mà hãy đâu ra hải cản. Anh đợi có cục thịt bò mà sao lại có hải sản. Ra bài diss như tỏ tình hay mày để ý em nào. Hôm nay em mình vừa đang tan còn mày chờ ngày mai tán. Còn về thằng game show cùng mày đặt cái mỏ li lị. Thay vì mày trả bài trả nợ cho người ta đi kìa. Gan ăn tức ở gan tại vì thứ mình không có. Cả việc mày trốn nợ hay nhà mày truyền gen ở trong đó. Thật thì tất phạt, thực thể thì khởi suy. Chi về ăn chăm sóc bao năm qua cũng chỉ là bởi vì tắt cái văn bao biện cho sự yếu kém đi nói thế khéo. Hay là thiếu đi người bảo ban tụi mày chẳng làm được đéo gì. Hả? Chỉ bảo yêu nước online. Chửi phản động mà trong tim cũng có phản động. Tụi mày có dám nhận là na không có trong chi vi on. Móm. Cũng đừng mang bạc vào bài list bằng cái mồm thổ tha của tụi mày. Hồi xưa có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Mà tụi mày còn cứng đầu thì mày trốn nhanh trong kia con chó. Tụi mày bố mày lùng đường nha. Đéo có chân mà chạy đâu. Ôi trời ơi. Wow, đây là một bài rất là có sức nặng luôn. Như là nặng cả về vocal, lẫn delivery, lẫn flow. Tất cả đều rất là chiến, rất là gắt. Yeah, wordplay đầy đủ. Wow, kiểu như là những cái lý lẽ mà cái bạn G này đưa ra ấy, nó rất là sắc bén luôn. Yeah, ok. Khá là nhiều cái chơi chữ này. Đảo vần này, ghép chữ cực. Có rất nhiều cái kiểu punchline ở trong này. Mình thấy là có vẻ như Skyler đã để lại một di sản. Đấy là đảo vần. Nói di sản nghe gở mồm quá. Vậy ý là Skyler đã để lại truyền cảm hứng cho các rapper tiếp theo về cái đảo vần. Có thể thấy là bạn ấy có những cái line đảo rất là hay. Ok. Mấy cái đoạn ghép chữ mai tán rồi mai táng, ôi nó đau lắm. Ok, bây giờ mình sẽ sang bài tiếp theo là bài bắt bẻ của Hải Hà. See ya. Đủ má tôi ra tới cách một rồi, Hải Hà nó nằm luôn rồi. Mà mẹ mày chứ bố mày bận mấy hôm chúng mày nghĩ chúng mày đỉnh cao quá nhở. Nhạc chúng mày chất lượng quá nhở. Mẹ chúng mày nghĩ là có thể kiểu là ăn được tao khi mà underground là cái nơi mà tao luôn trị vì. Là mấy bài nhạc nó nhạt như nước ốc, có phêm thì hốc chứ mày có vị gì. Tao ít thì ngông không đít hay mông fan thích hay không thì tùy. Bọn mày như là cái đó mấy thằng ngu còn cái cố. Dù bị đì, nhìn cả lũ chúng mày ngồi theo nhau tao phải công nhận là nhiều giống chó. Cái thằng bị tao phạt đi hát cải lương giờ có thằng lương off beat gần giống nó. Giờ là mày rap hay diễn hài mày, không hiểu ngữ pháp hay điếc dài ngày. Bảo ai sủa trong khi phát ra từ bài mày. Đăng nhạc lên để cả số tài khoản rất là bài bản theo kiểu hài nhảm. Có thằng bảo thằng Bình ăn bám khi nó kiếm vài khoản tài sản cũng hơn mày vài mảng. Có thằng tao đéo đít mà dẹp like, bảo tao đít cây dâu không dẹp like. Thế cái bài thế mạng chúng mày dán ở mõm mới xem lại bài đấy là đít hay dẹp like. Khách hàng tao mày bảo cái chú bình tĩnh đi kiếm người yêu khi bố mày đây đã có vợ con rõ như ban ngày. Tao chẳng bao giờ lên một bài để số tài khoản đi xin tiền ai, nhưng ai nhìn vào cũng đủ để hiểu chắc mẹ nó chắc là tao ăn mày. Do cái sai chính tả với đéo thể phân biệt giữa rap với đít thằng nào ngu. Còn cái thằng kia có bài tên là khoe, đéo thấy khoe lộn gì ngoài cái độ ngu. Mày bảo tao không nhây như cây dô là mày hơi bị ngu quá rồi đấy thằng trình tồi ạ. Đít với mày là tao đã quá nhây với cái trình độ đẳng cấp của mình rồi ấy. Tao đã gọi CD là anh tao, mày nhét chữ là bố thì cứ cố mà ép. Bảo tao đi cái rô vì nhiều hit thì mày hit con phủ cặp thì sao bố mày rap. Đi mẹ danh con lon giòm bước lặn
con mẹ mày xuống mương thoát hiểm. Đang ngu bày đặt cải tiến chưa, cái flow dở người mày vẫn chưa phát triển. Còn thằng nguyên tàu bô vỡ nổ to này, vậy thì để tao cho thằng khốn nạn này thấy. Hải que là thằng nào, con thằng này sút phạt hai phát thẳng vào mõm chó của thằng bạn mày đấy. Tao có nhắc gì mày đâu, thì mày tha cho tao đi kinh ở beat. Mày nhắc mẹ tao thì tao nhắc mẹ mày nhắc tao chi kinh ở beat. Vân tao đổ áo không hết, kêu tao chửi đồng bí vần sao kinh ở beat. Lời tao có lý không lý, mày là lý thông bỏ hung. Kinh ngợp shit, mày ghê luôn, đánh hoài không chết luôn. Kinh ngợp mic, có cả ha đét dắt mũi xây đi luôn. Kinh ngợp fake, công nhận là mày ghê vãi lộn. Nói về mày còn nhiều kinh ngợp khác, còn xây đi có cái gì đâu, có mới là huấn luyện viên kinh ngợp rap. Mày buông cho tao đi cu. Cái like kinh ngợp này hay quá nhở. Tao không thấy mày kiếm cái phim hùa, sáng tạo. Tao lên chùa im tao đi tu. Thằng bên cạnh tao không biết thằng nào, tao cũng không dám chửi thằng cu kia ngu. Nhưng phải công nhận hai thằng hợp nhau thật, một thằng CBD, một Scooby-Doo. Tao mà chơi giữ mày phế thế mà. Không biết chơi chữ gì ngoài chế tên à? Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Chất Thải. Ok, Nguyễn Đức Hải, dẹp lại Nguyễn Chất Thải. Yeah, yeah, ok. Mọi người nghe thằng này yeah. My check. Ủa, bắt đầu nóng ấy, cởi bớt áo vào. Lời đầu tiên thì tao phải xin lỗi vì thứ nhất, mày là thằng khôn nhất đàn so với bọn ở trên kia, mà tao lại bắt mày chờ tới vài ngày. Xin lỗi thứ hai là tao chơi no beat vì có mấy thằng cứ cắn đít mở mồm ra là ắc ý, nên tao cho bọn nó thấy một chút đặc sản của ngoài này. Đùa đấy, tất cả được tính cả rồi. Câu sau là cái lồn thì không nhớ, nhưng mà cuối câu là cả thính cả môi. Tao chỉ rap những thằng rapper, chứ làm đéo thì có thời gian rap bọn chó hùa comment, điều đấy là xuyên tạc. Tao chơi no beat lý do duy nhất là cái thằng ngu như mày đéo đủ tư cách để bố mày lên nhạc. Nếu mà còn khúc mắc thì chắc não mày ung nước. Làm ra cái bài thuốc bắc thì là người Trung Quốc. Vậy thì để tao đào bới xem do ai cày cấy vào đầu mày những thứ bừa bãi làm tư duy mày nông cạn. Chắc là do Trung Quốc. Tao biết với cái thể loại này là hơi thiệt cho mày, tại vì đối với mày thì nó rất lạ, đặc biệt là đối với cái chỉ số IQ của mày đấy. Không hiểu được ẩn dụ của cái scheme tao dùng ở trên đâu thằng đầu đất ạ. Tao lấy thằng này làm ví dụ cho mấy thằng ngu đi sủa này. Tao thấy nó rất hợp với nông nghiệp, tại vì có câu người đẹp vì lụa, lúa tốt vì tư duy của mày. Thì chưa có gì cả nên mày không ngán ai. Tao thì không đọc ngọng như mày đâu, nhưng mà phải công nhận đúng là mày không ngán ai vì mày chưa có gì cả. Mọi người nghĩ là nó điếc, không sợ súng nên cần phải đi khám tai. Không phải nó không sợ vì điếc, mà là công danh, tiếng tăm, sự nghiệp, hình tượng nó không có thì sợ gì bị ai xỉ vả. Angle cái kiểu lồn gì dùng meme trên mạng mà cũng sai. Mà meme này chắc mọi người cũng phải hay nghe. Thế bây giờ bố mày lại hỏi mày Quang Hải là cầu thủ bóng đá thì liên quan đéo gì đến Hải quay xe. Lại nhải hay ghê, hay mày ví tao là Hải quay xe. Nếu thế mày lại hơi bị buồn lòng. Thế lý do gì mày bảo tao quay xe hay con ghệ mày bay cùng thằng bạn nó rồi nó không chịu nhường phòng. Nếu mà phân chia cấp bậc, mày khôn hồn kiếm cái ghế nào thấp nhất mà mày ngồi. Cái Hải quay xe là cái chen từ ngày xưa đúng không? Cái chen... Yeah, thậm chí là Woody với cả Rai cũng có một bài nói về cái topic cái rồi. Ok. Liệu mà biết phân vai vế, đừng để tao nhắc là mày tồi. Tao ra tay gặp mấy thằng lấc cấc thì khử mày, muốn gặp bất chắc thì thử cho mày thấy được long nhãn. Mặt mày nhăn như táo đỏ, loại hạ đẳng xâm phạm đến hoàng kỳ thì tao cho mày chết bất đắc kỳ tử. Để mày hiểu bố mày đọc vị luôn cái bài thuốc bắc của mày rồi. Toàn các loại thuốc bắc của... Okay. Còn hai cái thằng ất ơ kia có phim là bu vào cắn lại còn nhắc tên anh thì chui vào lỗ đít bu đê. Bảo anh là lôi ông bà già mới ra chửi với bí vần. Đúng là loại con nít ngu ghê. Thích tỏa sáng thì anh công kích cả đám, trình độ logic chả đáng để anh chỉ trích thỏa đáng. Anh phải xích trả ngán mấy thằng vần tích cả tháng đéo bằng một tích chu choe. Giờ thì anh cho hai thằng mày tự đoán vần, tô tí màu và nhìn cho nó hoa mỹ. Mày không hoàn mỹ như ca sĩ, cố lắm thì được đi làm đĩ như ca kỹ. Đoán đi thằng đầu ruồi, vần tiếp theo là đầu người. Vần cuối này là nói với mày rằng nhạc mày nghe như cái đầu mày và mọi người đang nghĩ. Còn một thằng cu nữa học theo rebuttal của anh, nhưng mà không đạt anh nghe anh còn ngại dùm. Anh đã gọi xây đi là anh, bình ngôn là nó, mà mày cứ ép thành cha chú như thế không phải là hay đâu em. Như thế gọi là cùn. Còn nếu mà mày thích anh sẽ lấy ví dụ y hệt như vậy để cho mày hiểu luôn. Anh dạy mày và không cần phải tìm trường. Mày có nghĩ trên đời này có thằng nào gọi bố mình là anh không? Hay bố con mày gọi nhau như thế là bình thường? Và cũng tiện đây thì mình cũng muốn xin lỗi bạn gì mà reaction nha. Tại vì quan điểm cá nhân hay hay dở thì cũng chỉ là quan điểm cá nhân.
và mong các bạn fan lần sau đừng như thế nữa. Còn mấy bạn mà bảo là flow của CD Almeta không thể lắp đít được. Gửi đến bạn reaction là bạn nào đấy? Có phải mình không? Cái này không biết à nha, không biết à nha. Cứ có thể là nói những người nào đấy không phải mình, cái này mình không biết à nha. Ai biết thì comment xuống bên dưới nhá, mình thật sự không biết. Khi mình làm reaction này nhá, mình nói luôn là những cái reaction đi sao mà mình không hề bật kiếm tiền nhá. Mình làm để phục vụ cho những người theo dõi mình thôi. Ok. Mình không biết là cái này có phải nhà máy mình không, mình không biết nhá. Ai biết thì comment xuống phía dưới. Nhưng mà thực ra mình nghĩ bạn Hải Hà, khi mà bạn ấy nói là gửi đến những bạn reaction ấy, thì mình nói thật là nên nói rõ đấy là ai. Vì khi mình nghe này thì mình cũng khá chột dạ đấy. Nhưng bởi vì thực ra là mình nói luôn, mình reaction, mình không bao giờ mình đứng về phe ai cả. Mình công tâm, mình nghĩ gì mình nói đấy thôi. Có thể đúng, có thể sai, mình không phải là chuyên gia nhé. Mình chỉ là một người thích âm nhạc, yêu âm nhạc, thích nhạc rap. Và mình nghe và mình muốn thể hiện quan điểm của mình cho những cái người theo dõi mình họ biết thôi. Ok. Ông có thể nghe tiếp nào. Bằng cái flow đấy, không thể gây sát thương làm cho người ta cay được bằng cái flow đấy thì ok, mình không nói, mình chỉ biết chứng minh thôi. Beat by Color Blind ngày xưa của anh Shady. Quan chuyện cổ tích nhưng không thể, vì vị trí của tao gắn liền battle với beat. Đời là bể dâu, những thằng mà tao không rap thực sự tao đéo thèm nể đâu. Và có thể sâu trong những ý nghĩ mà tao tưởng tượng, mày là cái đầu buổi nâu hồng đến trắng lẫn lộn. Tao hỏi mày đâu là màu đời, chắc chắn là mày đâu dám trả lời về mà bú cặc cho men chim. Mấy thằng không biết thì nên im, giả câm giả điếc ngồi xem phim. Toàn là chính ý thu, không cần mic mà cứ thấy beat là zone in. Rap bây giờ nát, tao chỉ muốn đỉa cho một phát. Nhìn bọn rap fan lọc sáng tác nổi lên như là biển cát. Thì thường thì tát chứ lũ chúng mày có biết cái lồn về chất nhạc. Bọn tháng 8 kêu là rap fan nhưng mà thực ra tao coi như rác một số new. Cái này dùng luôn flow của anh CD hồi đấy luôn. Nhưng mà thực trạng mà cái lúc anh CD nói thì nó khá giống bây giờ. Thực ra bây giờ thì nó giống cái thực trạng đấy hơn. Vì thực ra hồi đấy rapper cũng chưa nhiều đâu. Nên là cái thời anh CD ra bài đấy, hồi đấy là mình đang học lớp 12. Nhưng thì nói thật ra là hồi đấy, nói thật là mình đi học ấy, nói thật các bạn, cái tầm năm 2000 lẻ mấy mà các bạn đi học ấy, ở trường ấy, các bạn vào lớp, nhưng mà các bạn lớp bạn ấy có một người thích nghe rap thôi đã là mừng lắm rồi. Chứ đừng có nói chuyện là có một bạn biết chơi rap. Thế rap bị kiểu như là không được quan tâm ấy. Điều bi cũng hay nhưng không lên được tại vì không biết ô dù không bạn. Cần nói như vậy đừng ghét vì cách nhìn đời của tao với mày hoàn toàn khác. Mấy bài banner chỉ trắng và đen thì anh nói thẳng là xem. Những bài như vậy nên tháo đôi mắt rồi gắn và đít anh xem. Màu sắc bỗng nhiên chân lần thay đổi thêm sắc. Sau phút chốc lại biến tan giờ chỉ còn lại một khoảng không màu trắng. Đâu dám mở mặt, đâu dám mở mặt. Em mơ nhìn về quá khứ, đâu dám nghĩ về đâu là color of life. Bảy màu sắc bỗng nhiên trôn thay thay đổi thêm sắc. Sau phút chốc lại biến tan dần, chỉ còn lại một khoảng không màu trắng. Đâu dám mở mặt, đâu dám mở mặt. Em mơ nhìn về quá khứ, đâu dám nghĩ về đâu là color of life. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thằng, toàn thằng bất tài. Ôi, thằng trên hình tao nghĩ trong ba lô nó dây bao cao su còn rất dài. Sao cách hoạt động là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thằng, toàn thằng bất tài. Mấy thằng ngu bê đồ với tao, tao cho mày rớt đài. Rap Việt đéo mất mày. Gì à, có cay gì đâu mà. Ôi, thế thôi nha. Vẫn tìm được cái beat này của DJ Tavo thì cũng... Cái beat này ngày xưa Andre cũng dùng để feat với Chucky Aiken trong cái bài Friend Till We Die, tức là bạn cho đến lúc chết ấy. Thế là mình nói thật ra là mình nghe cái này, mình nghe bài này ok. Mình công nhận năng lực của Hải Hà. Hải Hà có flow rất là chắc, delivery tốt. Và cái angle Hải Hà khai thác ấy, nó cũng rất là hay. Tuy là không sử dụng quá nhiều punchline, nhưng mà kiểu là Hải Hà đã rebuttal được lại
rất nhiều thứ mà bị diss trước đấy. Tuy nhiên nhé, là cái đoạn nói thật là mình hiện tại mình đang hơi tụt mút một tí, vì đến một cái đoạn mà Hải Hà nói đến mấy người reaction ấy, thì thật ra mình hơi chột dạ đấy. Từ cái lúc đấy giờ mình cảm giác kiểu mình nghe mình cứ hơi bị cần cần trong lòng ấy. Thực ra cái đoạn cuối mình nghe mình nói thật là mình cũng không được tập trung lắm. Nói nào thì đừng vơ đũa cả nắm những người reaction thế chứ. Ok. Nhưng mà mình nghĩ cái đoạn no beat thì như này, mình hiểu ý của Hải Hà là cái đấy chỉ cần freestyle thôi, chứ không cần nhất thiết phải viết bài cho những cái đấy. Mà mình luôn có một cái như này, mình biết là lần nào mình nói cái này ra trên reaction của mình ấy cũng bị rất nhiều bạn phản ứng. Đấy là cái việc các bạn chơi no beat, ok. Đấy là cái lý do mình nói thật luôn là lý do từ trước này ấy, có nhiều bạn bảo mình reaction mấy cái trận no beat ấy mình không làm ấy, bởi mình nói luôn trên góc độ cá nhân của mình ấy, thì hiện tại mình đang không thích cái no beat ở Việt Nam lắm. Bởi vì thực tế thì vẫn có những bạn hay ấy, những bạn chơi no beat hay ấy, nhưng mà nó lại như thế này này, là nhiều bạn chơi no beat ấy, mọi người focus vào cái lyric quá, mọi người quên mất cái tính nhạc của cái no beat. Mọi người đừng có nói là no beat thì không cần nhạc, nên không cần tính nhạc. Cái tính nhạc nó là ở trong cái người nghệ sĩ mà ra. Các bạn có thể để ý nhé, mấy bạn chơi no beat ấy thường hay chơi kiểu một cái flow nó rất là dễ đoán, theo kiểu là xem lyric là biết được đoạn sau flow như nào. Mình xem, mình cũng có lướt qua một cái trận no beat ở trên mạng mà kiểu ở ngoài Bắc này mà các bạn ấy tổ chức ấy, thì như là mô tả nha cho các bạn hiểu nhờ. Ví dụ ấy nhá, như kiểu cái câu của Double Tutti lúc thi rap về đây là người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mai, đúng không? Thì thường ấy cái flow của những cái bạn trên no beat ý, thì nó sẽ như này: người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mai để cho khán giả cùng biết đây là ai đấy. Thì các bạn thì hay như kiểu nó bị rất là dễ đoán đấy. Thì Hải Hà thì thực ra là cũng có sự khác biệt trong flow của những đoạn no beat, nhưng mà nó không nhiều lắm. Và thật sự là nó vẫn hơi dễ đoán cho mình. Đấy. Tất nhiên mình biết là cái này thì Hải Hà cũng đã nói luôn rồi là cũng chỉ làm chơi chơi thôi, chứ không đầu tư nhiều chất xám. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ ok hơn nếu như mà những cái flow trước cái của Hải Hà. Mình thấy flow trước cái của Hải Hà bố trí rất tốt, mà cái đoạn có beat ấy làm rất là tốt mà. Nếu mà có thể áp dụng được cái đấy vào no beat thì chẳng phải sẽ hay hơn sao? Ok, và đây cũng chỉ nhận xét mình thôi. Mà những cái nhận xét của mình ấy, mình nói luôn là nó chỉ mang tính cá nhân thôi, tính góc độ của mình thôi. Nó có thể đúng, có thể sai, vì nó cũng chỉ là quan điểm của mình. Ok, ai có ý kiến thì cứ comment xuống phía dưới. Cuối cùng là mình sẽ nghe bài Trẻ Chán của Genzo. Ok. Trung đỗ giờ tổ vẻ trung lưu được bông quả phách lọ đã cảm thấy mình ăn Genzo rồi. Gì mà về là trả nợ dư nợ còn chưa trả, chưa gặp giờ nhà tao hỏi từ cút về hải ngoại rồi. Thằng nào tao nợ tiền kêu nó nhắn tao, hay mày tình đóng vai đang ăn cơm mà có nồi cơm dẻo. Xanh nợ tiền này có vẻ hơi non, mà cái ngu nhất của Trung á là nghe đặt con bơm đẻo bợ đi và bưng bô sợi hà như bốn quên cả cái xưng hô mà giái bi ray ở trên há miệng mà đưa vô. Mày đã sợi lông cu của hai đất dính nước đáy còn chưa khô, nói gì về fam bún bình hay là bình sữa. Fan kia trôi kêu idol chúng mày đừng khoe đồ ăn của mình nữa. Rapper hải ngoại ấy cái con trai Hải Hà, ủa tương phải chửi thằng nhóc này ngu mà nó không tèm sửa. Thằng bị chửi là rap dơ, rap về cặc về lồm bây giờ xôn xôn che nhạc cả vũ đít dơ. Thằng lòng ăn bún nước leo vị trà sữa, tả âm đạo trên nhạc tao cũng chỉ nhạc cả rapper.
bé cái châu mấy tầng fan khuyết tật đã bị điếc còn mù rồi mỗi cái mồm biết giận người bình thường đâu ai comment tao đéo nghe thấy gì thằng idol thiểu năng có mấy tầng fan để chết thật đào một vài cung mà nít và nâng bi tao cho mất tất cả để thằng nguyên tiết cắt bỏ cả quang đi quán giờ vãi lồng mà tao con cặc từ mình là khang nghi tao chia sẻ là vui với đất nước ấy kê châu uống nước không dẫn chi tao kê châu yêu nước đến hãi hồ nhưng mà đi bọn nít tầng tầng ba que thì nó mới vãi lồn chính vì vậy tao công nhận đâu có ai che dở đâu giống cái dưới tính mày mẹ thằng ba đen lỏ thả quả bà làm cái châu hóa chó đớp chung mềm nhũn tay chân phách tiền nong đéo có khớp thằng ếch nhái tưởng chờ là chỉ to bằng miệng giếng đời đãi lên chi vi a tao đãi lên mộ mày liền ai đủ thì mong đợi gì ở nó con của trách mà giống cây châu thì ngại gì không bỏ nó việt rap đéo vui vẻ đấy thôi hay muốn tao tặng lắm xô như lẩu neo chay hôm đó hả hay muốn con cạn gì chung đỗ giờ tỏ vẻ chung lưu được bơm quả vách lọ đã cảm thấy như ăn gan rồ rồi gì mà về đã trả nợ rồi nợ chưa trả chút gầm giường nhà tao à từ cút về hải ngoại rồi thằng nào tao nợ tiền kêu nó nhắn tao hay mày tính đóng vai đang ăn cơm mà có nơi cơm dẻo sai cái vách em nợ tiền này có vẻ hơi no mà cái ngu nhất của chung à là nghe đàn con bơm đẻo chung đỗ giờ tỏ vẻ chung lưu được bơm quả vách lọ đã cảm thấy như ăn gan rồ rồi gì mà về đã trả nợ rồi nợ chưa trả chút gầm giường nhà tao à từ cút về hải ngoại rồi thằng nào tao nợ tiền kêu lo nhắm tao hay mình tính đóng vai đang ăn cơm mà có đôi cơm dẻo sai cái phách cái nợ tiền này có vẻ hơi no mà cái ngu nhất của chúng á là nghe đặt con bơm đẻo chưa biết má rào chịu tao thả cho một xíu mấy thằng fan mày gáy to dữ rồi đau cái đầu thiệt chứ ê ê thôi vui vẻ đi nhá. Yeah. Vào một chiếc trò thằng cu được gáy mấy thằng fan mày thấy nó tụi tao già rồi. Thả cho bọn em quyết tặng một quả bà rồi có quách là giảm mà đâu cả bà cả môi. Thằng đi la liêu hết bị bẻ để biếu các lại còn muốn thêm fan để bi ai cái nhạc ái. Kêu tao nợ tiền cho CD đàn bà mà clip mẹ mặc váy chứ mình lấy đó là ai? Bài kinh một phần của 100 ra bài có sơ hở để bọn fan hùa sướng. Phách sẽ như cặc lý lẽ cũng như cặc giờ cho mày nổi sương cơm mồm rồi ngồi xuống. Mơ thì bình thường lúc sau đã đàn em vụ lại nhiều fan xung phong tay đi đầu bước ra chặt bít một tay có bịt miệng còn cái tay còn lại đang cầm bao quy đầu. Đâu có đéo động mà đi đi ghen rồi muốn nó băng hà quả này mà chết cứng. Bước có thằng kẻ nó đang văng con ghẹ nhảy qua bài của mày để ghẹ nó hết đứng. Tao xin cây tre từ đầu mày xuống chân đó gọi là cây ngay thì không sợ chết đúng không? Công nhận mang cái châu mà đi qua hải ngoại mấy bà u 80 như là dùng hết trứng. Ghen rồi về trả nợ đi em đâu tao nợ thằng nào đó thì nhắn thằng nào. Và thằng bí lý bú phép sinh ảo tưởng là mình hóa siêu nhân ra mà chạy đằng nào. Anh dạy tính toán mà xeo đứa sử dụng này đi vào địa ngục kiếm hạ đép thế em. Thằng sổ trình mà trình ra toàn cứt làm đéo gì còn sức bí rơi bế em. Điếc mày cháy máy pass nợ để quá tải nó mới đã sập nguồn. Ốc heo cố bật ở phách của mày với tao dùng cách mà các mặt mà người siêu nhân. Nó đéo có thật cho mày mất mạng rồi nào. Rap game muốn bán được pass night thì về làm con cha. Rap xăm lồn đêm số con cha. Tàu thì đéo phải Honda. Việt rap mày đéo có chế tạo để thêm mắm thêm muối thêm tương có tưởng tao. Mặt của mày hoa đá như cái cách mày gọi cho B-Ray ô tao tưởng tượng. Ăn một nước lèo trà sữa rồi ra bài nhạc ỉa chảy cái tư duy mèo mó đẹp trai đắp hay quân tử sống sạch là những thứ mà thằng lồn kê cho đéo có. Một chiếc trò thằng cu được gãy mấy thằng fan mày thấy nó từ tao già rồi. Thả cho bọn em khuyết tặng mày quả bà rồi có phách là giảm mà đốt cả bà cả môi. Thằng đi la liếm hết bíp lại đến bíp khác lại lại còn muốn thêm fan để bi ăn cái nhạc ái. Kêu tao lỡ tiền cho CD để đàn bà mà clip mẹ mà quái chứ bị lệnh đó là ai? Vào một chiếc trò thằng cu được gãy mấy thằng fan mày thấy nó từ tao già rồi. Thả cho bọn em khuyết tặng mày quả bà rồi có phách là giảm mà đốt cả bà cả môi. Thằng đi la liếm hết bíp lại đến bíp khác lại lại còn muốn thêm fan để bi ăn cái nhạc ái. Kêu tao lỡ tiền cho CD để đàn bà mà clip mẹ mà quái chứ bị lệnh đó là ai? Đó là ai? Đó là ai mặt lên thách thức danh hải chỉ tách tụi tao mặt lầu mày đai à đó là ai đó là ai mày lên thách thức danh hải chỉ tách tụi tao mày chỉ còn mẹ mày rồi. Trời ơi, ơi đầu tư ấy yeah. Chuyển mấy cái beat liền cơ à. Ok nghe rồi end round luôn nha. Sợ ta giúp cái châu này mỗi mà đẹp chỉ đâu mày ta vả bẹp miệng còn bi ba bi bo nên nói về fan mà đéo so với trình độ thì cái châu mày bú cắt cho cả mạnh Hakino. Oh. Mày này bê dài bê luôn cả đít người ta hả luôn cái châu nói gì về cỏ kéo bò mày cần nó 20 bài mày sắm chó với từ trả ti xô bà phong u đét đâu là không rep được chỉ độ mày quá cao mới vừa đẩy qua cường thích chủ nhà và cắn trộm có gì khác nhau ai đét nhảy vào trận cái châu nhảy qua tường mơ mộng với tiểu tôi oh. Lên mặt ai khi sáng mày thức dậy nó lại chảy ra giường mày cứ nằm mà nung nấu cách rep mày này nóng đến mức làm cho mắt của thằng kẹo nó phải chảy ra đường ngay cái thằng kẹo kẹo đã tự vả thì nó gì về cỏ thằng lồn hung nô ông mày giết gà ý mày lại tự sát hay mày muốn ảnh mày được làm trong khung gỗ nghe lời giáo huấn tuy rằng không hoa mỹ nhưng mà trong cuộc sống này đã có màu hồng giờ không nào mà cũng đòi có ăn
chỉ có ăn eo chay hoặc là ăn trung đỗ. Nói về trình độ thì 10 tuổi con cặc như cầm tinh dạng con tiểu nhân. Sao sao lồn trên đầu mày đang chiếu bản mạch mày suy yếu nên cơ mồm mày hiểu không? Sao trách này kê cho đứng không vững đi tâm hỏi bác sĩ chỉ bảo là cốt yếu. Thiếu canxi kê cho bú và mi ai ngờ bột đậu nành bị con mẹ thành bột tiêu. Tao kê cho đời mình mối yên mà đẹp chỉ đầu mày tao vả bẹp mày có biết baby bồ. Nên nó về phem mà đâu so với trình độ thì kê cho mày bú cặc cho cả mạnh hakino. Nếu sao beta mà sao mày là BDB giải bên luôn cả đít người ta hả kê cho. Nói gì về cỏ khi ông bảo mày cần nó hai mấy bài mày xàm chó với thì trả ti xô. Mặc đồ thằng kẹo ngáo đét bù liếm khắp chạm bíp hay mày muốn đuổi theo idol để cả ngày vút lên cao nhạc phản động nhạc lên án còn đéo phân biệt được thì mặt lồ mày lấy tư cách gì là mà nhắc tên tao cho thằng kẹo đắng cay cái vị đau rapper bệnh hoạn này phải điều trị mau yếu nếu như mày là dẫn đường cho địch nên chính mày mới là thằng xe phản động lồn mị châu cho mấy thằng lồn fan hùa mày cắn bả bài kinh người tao thả hay đào để sướng điên dùng cái tay chân khi nghe fan tao xả bẻ nát nhà idol thách đám fan mày đứng lên fan kê trôi như là một ổ đi tao vừa khạc nhổ tí là cả bầy chúng rên bắn con chó kẹo toàn thân mày run rẩy nhưng mà đéo phải cày xé mày là con cày chúng tên. Genzo bài ghê quá nhờ. Mình thấy skim khá là nhiều skim rất là hay của Genzo. Được bố trí dây đặc có rất là nhiều punchline trong bài này. Nói thật là về một góc độ đấy mình cảm thấy bài nghe khá sướng. Như là nhầm, tức là so với Hải Hà ấy thì mình thích lyric của Hải Hà hơn. Nhưng mà về cái tính nhạc ấy thì mình thích Genzo hơn. Nghe nó sướng ấy, nghe nó sướng. Ok. Không biết còn bài nào không nhỉ? Mình thấy các bạn ấy comment cho mình ba bài thôi. À đây còn bài nữa, bài gánh của Kezo. Ồ đáng lẽ mình chỉ định reaction ba bài thôi nhưng mà qua này mới ra thế thôi mình sẽ reaction luôn. Ok. Lớn già cái đầu để mấy tụi cái cùn nó dắt. Mày làm rapper lâu rồi mà không phân biệt được danh tự chung với danh tự riêng hả? Ở Việt Nam đâu có bộ quân sự đâu, cho nên tao đâu viết hoa đâu mấy ngáo. Bộ này là bộ phận cơ mà, danh tự chung mà. Cái đầu cố tình không muốn hiểu thì cái miệng muốn cãi gì là cãi à. Ê, cái này là phải tìm hiểu kỹ à nha. Từ đợi mình chút. Đây mình vừa search lại nhá, cái gì nó phải ra cái đấy nhá. Mọi người xem nhá, đây là trang web của chính phủ đuôi gov.vn thì chắc chắn là không thể nào sai được. Và Bộ Quốc phòng các bạn thấy chữ bộ viết hoa không? Do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chữ bộ là phải viết hoa nhá. Ok. Nghe tiếp. Mấy cái phát mà em đã đánh anh đã thể tránh trước. Vai anh sợ nhưng anh vẫn cố tìm cách để gánh nước. Em không thắc mắc anh với Shady sao lại dễ sánh. Bước một thằng kỳ thị dân tộc, một thằng lên án bộ máy nhà nước. GVA luôn nhận đào tạo người giỏi hay mặt làm xấu danh. Em cho thời gian để lấy lời khai của mấy thằng em đang giấu. Anh em rất bình tĩnh để lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Em vạch trần lũ phản động ngầm với một thằng ngáo đang bị tẩy não đến sạch dần. Thứ nhất, bước ra đường hỏi bộ quân sự thì ai cũng biết là bộ phận gì. Anh có lớn mà đéo có khôn cứ thích cây cùn với lời văn nói. Thứ hai, anh vẫn là chó hứng đạn luôn bị sai vặt cho tim nặng trì. Tự xưng mình top đứng hạng nhưng cũng đến lúc tới thời trăng trói. Thứ ba, B-Ray đã lên cơ quan tường trình và xin lỗi. Còn Lil Shady tâm thần đang tú xong xóa bằng cái dấu na sao tin nổi. Thứ tư là từ khi nào mà việc lên án một bộ phận của bộ máy nhà nước là điều bình thường để lũ phản động tụi bay phát ngôn hài hước. Thứ năm, Real Talk nhạc Shady toàn dú dưới đít thì ai chẳng nghe bằng cu trừ con gái. Anh bên kiểu gì hả thằng ngu đừ non tái. Thứ sáu là flow anh nghe thì ô còn thô mà phô còn chô người hô còn show mình vô cái chết cùng mấy thằng ngu. Anh chỉ có thể làm nhạc diss còn làm nhạc bắt tay thì anh thua. Một bên có thể bẻ lyrics nhưng áp dụng nhạc bắt tay thì anh khỏi ganh đua. Thứ bảy là anh kỳ thị ngụ hoa 154 dân tộc Việt Nam. Mồm nói yêu nước mà lại phát ngôn chia rẽ tinh thần dân tộc Việt Nam. Mấy cái phát mà tao đã đánh mày đánh thì tránh trước. Vai mày sợ nhưng mày vẫn cố tìm cách để gánh nước. Tao không thắc mắc mày với Shady sao lại dễ sánh. Bước một thằng kỳ thị dân tộc, một thằng lên án bộ máy nhà nước. GVA luôn nhận đào tạo mấy thằng giỏi hai mặt làm xấu giam. Tao cho thời gian để mà lấy lời khai của mấy thằng em đang giấu mày. Tao rất bình tĩnh để lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Tao vạch trần lũ phản động ngầm với một thằng ngáo đang bị tẩy não đến sạch dần. Ai cũng biết mày cây B-Ray nhưng đâu nhất thiết mày phải phân biệt người hoa trong bài đâu. Nước đi sai quá. Còn vụ thằng nào theo na trong GVA tụi mày bưng bít tao e không giữ được dài lâu. Trước khi đài nhá,
Thời này là thời nào rồi còn đòi đào, bún bò nước lèo bị trà sữa, tao đang làm nhạc diss cũng nổi nè man. GVR chỉ có mày với lại ly 7 là giống con người. Thôi còn như còn lại là đám súc vật khổng lồ tạm như lấy tô chè mè đen. Mày mày ngu như heo, mày mang thêm sắc tộc ra kỳ thị. Mày như súc vật lạ mắt, tao thấy kỳ thị thì nhớ mang máng. Tim mày là lũ súc vật mang mầm yêu nước cho thêm huyền hoặc. Rồi giờ tao biết là mày có phòng nhưng với dân tộc mày không có mạng. Nếu mày quên mang kiến thức dân tộc Việt Nam thì có thể hỏi ra mạng kiến thức mà mày không có, độ ngu của mày khỏi bàn. Nực cười là từ trước giờ nó luôn bao che cái thằng ăn trên xương máu người Việt đó ngôn đá bán. Mang thêm tim nặng thì mày mất mạng. Ok chưa? Mấy cái phát mà tao đã đánh mày đã thể tránh trước. Vai mày sợ nhưng mày vẫn cố tìm cách để gánh nước. Tao không thắc mắc mày với say thì sao lại dễ sánh. Bước một thằng kỳ thị dân tộc, một thằng lên án bộ máy nhà nước. GVA luôn nhận đào tạo mấy thằng giỏi hai mặt làm xấu. Giam tao cho thời gian để mà lấy lời khai của mấy thằng em đang giấu mày. Tao rất bình tĩnh để lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Tao vạch trần lũ phản động ngầm với một thằng áo đang bị tẩy não đến sạch dần. Chiều theo mày đi style cũ chơi thôi. Giờ qua style mới mày gãy. Đừng giấu bộ là mày yêu nước trong khi bao che mấy thằng sơ tật với tao mày nói ngồi hoa đéo cần tự tao thằng lục kỳ thì lần này mày chết. Sao mày đâu kể hết đâu lý lẽ, tao chắc như đinh và tao luôn đúng nên mới được tung hô. Flow tao đang đi nó sẵn bán cho mày vết dao. Sao mày lại nghĩ tao mừng khi được mày rep? Đâu phải ai cũng vui sướng khi mày em được B-Ray rep giống mày. Mày nói mày không chung đường bọn ngáo với phản. Lưu Shady với lại Bình Go nó ngáo chết mẹ mày cãi sao được. Mày nói mày không chung đường bọn ngáo với phản. Khi GVA vẫn còn giấu Nam một góc mà thờ mày cãi sao được. Mày nói mày không chung đường bọn ngáo nhưng mày cũng là phản. Ông thất vọng về mày quá cường à. Sao mày lại kỳ thị người Hoa hả con? Sao mày lại nói người Hoa không cần đào tạo là sao con? Tại vì anh em trong team tụi con là phản động ngầm. Ông ơi con luôn khát nước nên con cứ rap ở quãng giọng chậm. GVA nó dơ ở cái chỗ là trước khi display về phản động thì nó tỏ vẻ trên mạng là nó kích Na, nhưng mà thật sự là Na vẫn còn ở trong đó. Scandal tình oh. Thực ra thì mình nghĩ là Keso có vẻ như là đang đuối rồi. Mình thấy thế, mình cảm giác như kiểu như là Keso từ ngữ đã không còn được dồi dào như ở những bài đầu nữa. Mình cảm thấy là Keso đang đuối dần cho đến bài này rồi. Yeah, flow thì vẫn thế. Lyric thì mình thấy chưa có gì gọi là đột phá hẳn ấy. Mình đang bắt đầu cảm thấy là Keso đang bắt đầu bị yếu thế hơn. Yeah, đấy cảm nhận của mình thôi. Ai có ý kiến khác thì cứ comment xuống phía dưới. Yeah. Còn nói thật ra trong những cái trận diss như này thì từ trước đến nay, từ lúc Việt Rap mới hình thành đến giờ, mấy cái diss này thì kiểu phải phân thắng thua nó cũng khó lắm. Toàn là fan ai thì người ta sẽ bảo là người đấy thắng thôi. Ngày xưa từ thời LK diss nhau với VD đã thế rồi. Hồi đấy thì LK nhiều fan hơn. Thành ra là kiểu như là LK mà không rap nữa thì người ta bảo là LK không thèm chấp. Còn nếu mà VD không rap nữa thì mọi người sẽ bảo là bài LK hay như thế làm sao rep lại được. Nhưng mà thế nào mọi người cũng nói được thôi. Nên là những cái diss nhau này thì mình nghe mình cho vui thôi. Có chung cái này là một cái giữ gìn văn hóa và cho các rapper thể hiện cái tôi của bản thân. Yeah. Chứ còn về việc phân định thắng thua rất là khó. Ok, ai muốn mình reaction bài nào nữa thì hãy comment xuống phía dưới nhá.